Xin chào các nhà đầu tư thân mến, tôi tin chắc rằng khi thực hiện đầu tư trái phiếu tại Techcom Security thì nhà đầu tư sẽ chắc chắn có những cái phân vân tại sao giá mua trái phiếu của tôi lại luôn cao hơn mệnh giá. Và tôi sẽ làm một cái video rất là chi tiết trình bày cái slide và view thực tế để các nhà đầu tư có thể theo dõi và xem chi tiết được cái lý do tại sao giá mua trái phiếu lại luôn cao hơn mệnh giá trái phiếu các nhà đầu tư nhé. Xin mời các nhà đầu tư ạ. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Xin chào các nhà đầu tư đã đến với chuỗi các video bài giảng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Security trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Và hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các nhà đầu tư cái cách tính giá mua trái phiếu khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Security. Và đây sẽ là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm. Vậy thì cách tính giá mua trái phiếu như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên các cái kênh mua trái phiếu tại Techcom Security ạ. Đó, đây là một trong những cái lý do mà tại sao chúng ta sẽ luôn phân vân cái việc là giá mua trái phiếu ở các kênh nó lại khác nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta có hai kênh mua trái phiếu. Một là mua trực tiếp từ TCBS. CBS bản chất là một đại lý phát hành thôi. Đại lý mua trái phiếu và bán. Đấy, hoặc là gì? Đại lý bán buôn trái phiếu. Đó. Thứ hai nữa là gì? Mua trực tiếp từ các nhà đầu tư khác. Đó. Thì rõ ràng là có rất nhiều các nhà đầu tư trái phiếu trên thị trường như nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ mua từ hai đối tượng là TCBS hoặc là các nhà đầu tư khác. Tôi phải phân biệt hai đối tượng này ra, bởi vì sao? TCBS là một nhà bán, đồng thời là một nhà tư vấn phát hành, đồng thời tạo ra một cái nền tảng để cho các nhà đầu tư cá nhân mua, tự tách nó ra. Và thứ hai nữa là có sự khác nhau giữa cái giá bán trái phiếu từ các cái người bán này, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái cách tính nhá, cách tính giá mua trái phiếu như thế nào. Đó. Thì cái nguyên tắc tính giá mua trái phiếu nó rất là đơn giản như này thôi. Thực sự là tôi lúc đầu ấy, khi mới tham gia ấy, nó có vẻ là trừu tượng và nó phức tạp, nhưng mà thực ra nó quá dễ thôi các bạn ạ. Thứ nhất là giá mua trái phiếu sẽ bằng mệnh giá cộng với cả cái margin bán lẻ này. Đây, cái margin bán lẻ này và lãi cộng dồn. Bây giờ cái mệnh giá thì ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái margin bán lẻ cộng với cái lãi cộng dồn này này cần phải hiểu rõ hơn, đúng không ạ? Đó. Thế thì cái margin bán lẻ này là cái gì? Chính là lợi nhuận của người bán và do người bán quyết định. Ví dụ như TCBS, họ bán cho nhà đầu tư thì họ lấy một cái margin. Ví dụ như tôi là một người bán cho nhà đầu tư thì tôi cũng sẽ lấy một cái margin. Đó, cái margin này chính là cái lợi nhuận. Lợi nhuận của nhà đầu tư thường thì sẽ được tính bằng một tỷ lệ phần trăm nhân với mệnh giá. Đó. Ok. Thứ hai nữa là gì? Lãi cộng dồn. Đây là một cái thông tin rất là quan trọng mà phải tính được ra cái lãi cộng dồn này. Bởi vì sao? Bởi vì là trái phiếu nó có tích lũy lãi và chưa trả. Vì cái kỳ trả lãi thường là hàng quý hoặc là nửa năm hoặc thậm chí là hàng năm. Vì vậy nó sẽ tích lãi cộng dồn. Thế thì lãi cộng dồn sẽ bằng cái gì? Mệnh giá nhân với lãi suất nhân với thời gian nắm giữ trái phiếu chưa được nhận coupon. Đó. Và chia cho 365 ngày. Cái thời gian nắm giữ chưa nhận coupon thì rất dễ thôi. Ví dụ chúng ta mua trái phiếu mà trả lãi là 6 tháng một lần chẳng hạn, mà mình nắm giữ được 3 tháng rồi thì mà chưa nhận coupon, đúng không ạ? Thì cái thời gian nắm giữ đó chính là 3 tháng đó. Ok nhá. Chúng ta sẽ đến một cái ví dụ
để cho các nhà đầu tư dễ hiểu. Và tôi luôn luôn đưa ra các ví dụ như vậy để mà nhà đầu tư sẽ thực sự là hiểu rõ cái giá mua cho mình. Đó. Đây là một cái ví dụ. Khách hàng A mua trái phiếu Man San của TCBS hoặc là của khách hàng B. Chúng ta có hai trường hợp đúng không ạ? Đó thì tôi cứ lấy luôn cả hai trường hợp với nguyên tắc là nó giống nhau. Thời gian nắm giữ trái phiếu chưa nhận coupon của người bán, tức là TCBS hoặc là khách hàng B đó, là 30 ngày. Margin bán lẻ hay là cái lợi nhuận của người bán là 1% mệnh giá và lãi suất trái phiếu là 9% trên năm. Cái mệnh giá của trái phiếu này là 100.000 đồng, thông thường ở trên thị trường là 100.000 đồng. Vậy thì cái giá mua trái phiếu này là bao nhiêu, đúng không ạ? Và giá mua trái phiếu này của người mua nó cũng chính bằng giá bán trái phiếu của người bán. Thì tôi sẽ tính giống như cái công thức mà ở cái slide trước tôi đã chia sẻ. Đó, kết quả tính sẽ như sau. Margin bán lẻ sẽ bằng 100.000 nhân đến 1% và bằng 1.000 đồng. Đó, chênh 1.000 đồng thôi. Cái lãi cộng dồn sẽ bằng mệnh giá nhân với thời gian nắm giữ mà chưa nhận coupon nhân với lãi suất và tất cả chia cho 365 ngày sẽ bằng 100.000 nhân với cả 30 nhân với 9% và chia cho 365 thì nó xấp xỉ 739 đồng. Và kết quả tính sẽ như sau. Giá mua trái phiếu bằng mệnh giá cộng với cả margin bán lẻ cộng với cả lãi cộng dồn và bằng 100.000 cộng với cả 1.000 đồng cộng với 739 đồng và bằng 101.739 đồng. Và cái kết quả này nó lớn hơn mệnh giá đúng không ạ? Lớn hơn 1.739 đồng. Và đây sẽ giải thích cho các bạn rõ vì sao mà giá mua trái phiếu luôn cao hơn mệnh giá. Tại sao tôi mua trái phiếu 100.000 lại phải trả là 101.739 đồng đúng không ạ? Đương nhiên nó nằm ở cái chỗ này. Và cái quan trọng ở đây là gì? Chúng ta phải nắm được cái lãi suất thực nhận của chúng ta ấy. Đó, cái giá mua trái phiếu này này nhân với số lượng trái phiếu thì nó sẽ ra được cái tổng số tiền đầu tư ban đầu. Đó, và cái lợi nhuận của cái phương án đầu tư chia cho tổng số tiền đầu tư ban đầu nó sẽ ra được cái lãi suất thực nhận. Và bạn hãy quan tâm đến lãi suất thực nhận, đừng quan tâm đến cái giá mua mà nó cao mệnh giá. Đấy là chi phí vốn của chúng ta thôi. Đó, ok. Bây giờ tôi sẽ review cho các nhà đầu tư xem cái giá mua trái phiếu khi mà tôi thực hiện mua ở trên ứng dụng TC Invest. Ok, xin mời các bạn ạ. Đây, nhà đầu tư có thể xem này. Chúng ta sẽ có hai chỗ mua trái phiếu ở trên cái màn hình TC Invest, đó là đặt lệnh trái phiếu và thỏa thuận trái phiếu. Đặt lệnh trái phiếu tức là chúng ta mua trực tiếp từ TCBS, và thỏa thuận trái phiếu thì chúng ta sẽ mua từ các nhà đầu tư khác. Nó rất rõ ràng ở hai cái module này. Và trước tiên thì tôi sẽ vào cái module đặt lệnh trái phiếu. Đấy, đây là module đặt lệnh trái phiếu nhé. Đây là một cái danh mục trái phiếu mà TCBS họ đang bán. Đấy, có rất nhiều đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thử vào cái trái mua trái phiếu VinFast chị ạ. Đó, thì đây trái phiếu VinFast nó cũng rất là rõ ràng thông tin rồi đúng không ạ? Giá mua này, thực ra đây nó không có giá mua mà là nó là tổng luôn, tổng cái số tiền. Bạn lấy cái tổng số tiền này bạn chia cho số lượng mua tối thiểu này thì nó sẽ ra giá mua. Nếu mà chúng ta lấy 1.059.547 đồng chia cho 10 thì nó sẽ ra là 105.954 đồng, đúng không ạ? Đây mình lấy ví dụ như 100 này thì nó sẽ nhiều hơn này, đó, 1.000 này chẳng hạn thế đó. Nó sẽ dài hơn và nó sẽ bị lệch ở cái phần thập phân vì do cái lãi cộng dồn đấy ạ. Đó. Như vậy là nhà đầu tư cũng đã hiểu được vì sao là cái giá mua trái phiếu mà mình đang mua luôn cao hơn mệnh giá rồi đúng không ạ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp một cái kênh mua trái phiếu từ các nhà đầu tư khác nha. Chúng ta sẽ vào cái phần giao dịch thỏa thuận này này. Đây. Đây là cái kênh mua trái phiếu từ các nhà đầu tư khác gọi là iConnect này. Ở đây được gọi là một cái chợ trái phiếu iConnect, tức là kết nối người mua và người bán.
có rất nhiều người mua và người bán ở trên cái chợ này đây, nhà đầu tư có thể xem. Vậy thì khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ đặt một cái đơn giá mua vào đây thôi. Rất là đơn giản, mình ví dụ như mình muốn mua trái phiếu VIX nhé. Thì mình gõ VIX vào đây thôi này. Đúng ạ, đấy. Và chúng ta mua ở một cái đơn giá nào đấy. Ví dụ như bạn mua là 103 ngàn đi xem nào. Đúng ạ. Thì cái lãi suất mà dự khi đáo hạn của mình sẽ là khoảng 4.51%. Đó. Và lưu ý là như thế này này. Thực ra ở trên chợ thì nó gọi là thuận mua vừa bán mà. Thì người ta bán thì mình mới mua được, đúng không ạ? Và mình phải mua thì nó phải khớp với cái giá người ta bán. Chính vì vậy mà ví dụ như này này. À, đây là giá mà người bán người ta bán này, thì bạn vào bạn mua như này nhé. Ví dụ cái NPM nhé, bấm vào mua này. Đó. Cái giá đây là một cái giá bán của nhà đầu tư mà họ bán cho mình này là 103.283 đồng này. Đó. Thế thì mình có thể mua một số lượng thấp hơn 10 trái phiếu thôi chẳng hạn. Tùy. Nhưng mà giá ở đây nó luôn cao hơn với cái mệnh giá của mình. Bởi vì nó đã tính đến cái lãi cộng dồn cộng với cả cái margin của cái người bán đó. Nó mới ra được cái giá này. Nếu mà chúng ta mua ấy, thì chúng ta sẽ được hưởng cái lãi suất là 7.2% này này. Đó, cho cái thời gian nắm giữ là 22,9 tháng. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ mua trái phiếu ở trên hai kênh đó là mua tại TCBS hoặc là mua trên iConnect đúng không ạ? Đấy, trên iConnect thì mua của các nhà đầu tư khác. Thế thì cái cách thức mà mua thì mình như mình vừa chia sẻ rồi và giá mua cũng tương tự như thế, mình hiểu cái nguyên tắc để tính giá rồi. Nhưng quan trọng ở đây là mình làm như thế nào để mà mua được một cái giá mà nó hời nhất đối với mình. Chứ còn nếu mà trong trường hợp mà mình mua với giá mà nó không cạnh tranh, cao hơn so với kỳ vọng của mình thì cũng không nên mua đúng không ạ? Đó. Thì do đây mình ngâm cứu, mình tự tính dựa trên cái kỳ vọng của mình thôi để mình mua xem là lãi suất tiết kiệm của trên thị trường bây giờ của tôi đang là 5% trong vòng 12 tháng thì bây giờ có người người ta bán trái phiếu là khoảng 7% cho nhà đầu tư trong vòng 12 tháng thì tôi nghĩ là cũng phù hợp để mình mua được đúng không ạ? Vì có chênh khoảng 2% rồi. Thì trái phiếu thì luôn luôn cao hơn so với mệnh giá mà. Như vậy là tôi vừa trình bày với các nhà đầu tư cách tính giá mua trái phiếu tại TCBS dựa trên hai kênh là một là mua tại TCBS hoặc là mua trực tiếp từ các nhà đầu tư khác. Đó. Thế thì để mà tham gia thảo luận được nhiều hơn các thông tin thì nhà đầu tư tham gia vào cộng đồng nhà đầu tư Techcom Security trên Facebook. Đó, đây là cái đường link này. Thứ hai nữa là nếu nhà đầu tư chưa có tài khoản thì có thể mở theo cái link ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận thì tôi có mô tả rất là chi tiết cái đường link để các bạn đỡ phải gõ mất thì mất công. Và đồng thời thì khi mà các bạn mở qua đó thì cũng được tôi trực tiếp là người tư vấn, nhà tư vấn tại TCBS hỗ trợ cho nhà đầu tư. Hoặc là nhà đầu tư có thể nhập cái mã 105C041670 để lựa chọn nhà tư vấn. Và nếu mua trái phiếu một lần đầu thì sẽ được TCBS họ tặng cho 0.1% trên giá trị đầu tư. Và nếu nhà đầu tư muốn học nhiều hơn các cái kiến thức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì có thể vào blog tiền của tôi.vn để mà học 26 cái bài học miễn phí tôi đã làm rất là chi tiết ở trên trang blog tiền của tôi rồi. Xin trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư đã theo dõi cái video này và tôi mong được hỗ trợ và giúp đỡ cho các nhà đầu tư thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp một cách an tâm, an toàn và hiệu quả nhất. Trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư rất là nhiều ạ.